Tại Cần Thơ Eco Resort, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức lễ trao học bổng và các hoạt động hè ngoại khóa cho các em thiếu niên nhi đồng là con của đoàn viên cán bộ công chức viên chức lao động. Tại buổi lễ, Công đoàn Viên chức thành phố đã trao 10 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 thiếu niên nhi đồng, đồng thời tặng khoảng 100 phần quà cho các em tham gia mỗi phần quà trị giá 80.000 đồng. Các em còn được tham gia các trò chơi như cầu trượt, xích đu, đi bập bên, cưỡi ngựa, nhặt trứng, nhảy bao bố, bắt vịt cùng Eco. Đây là hoạt động nhằm giúp các em có một sân chơi ý nghĩa, lành mạnh và bổ ích trong dịp hè. Cũng là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.